Dừa hiện tại Hương Dừa đang có mặt ở resort này là Parami gì đó, Dừa không nhớ, ở xã Phước Hải ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là thứ sáu, hôm nay là ngày 25 tháng 9 2020. Dạ, thì sau khi ghi hình chương trình xong thì tất cả các chương trình xong thì anh Colorman ảnh tổ chức sẵn tiện đi công tác và tổ chức cho mọi người có một ngày nghỉ ngơi đó, Hương Dừa cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi để có sức khỏe để mới chuẩn bị ghi hình cái chương trình Trên Đường Thực đợt 2 của Hương Dừa. Đây là hào, hào sữa. Hương Dừa chuẩn bị làm kênh cho nó là hào sữa hoặc là đương kênh hào nghe địa hoài lan. Quay lên là chuẩn bị trang phục cho tất cả các show của Điền Quân cũng như color đó, ông bà cô chú đó. Nhiều khi mọi người không có coi chương trình nhưng mà không để ý á, vừa có giới thiệu make up rồi đều chưa có giới thiệu stylist. Chị là giám đốc của trung tâm phim và phó tổng đốc. Có thể anh nghĩ là sau này có nhiều đứa nít sẽ gắn liền với tuổi thơ store ở số nhiêu 201 Đinh Tiên Hoàng, bán rất là nhiều đồ chơi cho trẻ em. Cô Nga đang Cô Thanh là hay tặng quà cho trà sữa. Đúng rồi. Đây là Hà, giám đốc Hà Nội. Đấy, hôm nay Hà ở ngoài Hà Nội bay vô đây để cùng đi với công ty và có những cuộc gặp gỡ khách hàng rất là quan trọng. Hy vọng là sẽ chốt đơn đơn. Đây là chị Diễm, đây là thư ký mà làm cũng lâu với anh Diễm. Diễm hoặc trưởng phòng tổ chức sự kiện. À, chị Diễm nói gì chị Diễm? Mẹ mấy sáu là mình để khán giả họ bình luận nha, bình luận tự nói về mình. Đây là phương đề xa xứ lạ. Phương đề xa lạ đây được 2 triệu chưa? Có đâu vậy? Chậm chân tại chỗ vậy á. Bị lúng luôn hả? Em chắc chậm họ lúng chỗ. Phương đề xa xứ lạ mới đầu lên rất là hoành tráng lên nó nhanh, bây giờ bị chậm lại. Không, nhưng mà có phương trời sợ sứ lạ là bữa giờ Phương Dừa chưa có kéo, chưa có làm nội dung với bạn. Không ngày bạn cũng tự quay nhưng mà những cái nội dung như vậy là Phương Dừa nghĩ cũng rất là tốt. Mà bà con cô bác cũng xem rất là nhiều, có hơn không? Cũng nhiều. Dạ đây là Trang TV. Dạ, nhập viên của kênh anh Phương Dừa. Trang TV hôm nay thì không có bán sầu riêng nữa. Đi nghỉ ngơi bữa hay bữa thì về làm cho biết. Dạ. Nhưng mà sầu riêng vẫn bán. Dạ, cửa hàng sầu riêng thì nó vẫn bán. Đây mấy anh, chị là anh ta Nguyễn Quốc Toản, là Nguyễn Quốc Toản lên phó chủ tịch rồi. Đây anh Thái Đình Khánh, tên đẹp không? Tên anh Khánh rất đẹp. Khánh bị đàn. Đây là những anh em đang chờ đây, là Dano. Dano đang phụ trách cái mảng Colorman Network của quý giả. Bà con cô bác ai mà làm kênh thì Dano sẽ vô, sẽ quản lý, sẽ hỗ trợ chăm sóc cho quý vị diễn giả. Đây là bạn Thanh, bạn Thanh là phụ trách Nhật Thanh là phụ trách âm thanh của tất cả các game show quý vị giả, tất cả các game show luôn á. Đó, nhưng mà ít khi được con sống. Đây là Phương Thị Mỹ đó, Phương là một dạ. Con cô bác bây giờ đang là Nguyễn Anh Sơn. Đó, đây, có dạ. Đây là Nhật. Hả, mua xe chưa? Sửa bánh xe tôi trong 50 ngàn. Mày xoay ra là sửa bánh xe. Anh kêu gì? Bánh xe với chủ tịch. Sửa trong 50 ngàn. 50 ngàn không có nhiều. Đây là một người đang chờ đợi hồi chiều đi là đi chợ ở ngoài biển Hồ Tràm á, mua hải sản rồi nhờ họ làm, rồi giờ họ chuẩn bị chuyển vô rồi. Đây là chị Trúc, là vợ của anh Khánh. Còn đây là chị Thảo Nguyên, vợ của anh Thoảng. Thảo Nguyên chuyên mai thì khó tổng đến đâu. Mình không có tài khoản Zalo, Colorman Food không có tài khoản Zalo cả. Đây chị Trúc. Cái siêu khổ rất là hay và nhiều người tưởng chị là bà xã Phương Dừa lại xỉu luôn.
tất cả mọi bạn này là có ngày đầu tiên mà dẫn con vừa đi gửi xe đúng không vậy? Gửi xe ở góc dưới sữa. Dưới sữa. Gửi xe trong nhà dưới xe. Nhưng mà lúc đó dưới sữa chưa có trái. Đây còn đây là anh Colorman. Đang làm chuyên mình đang qua nó phá hoại nha. Đâu rồi con? Con vừa đang đi nó quay cho. Trời ơi, không ráng không quay YouTube cũng anh Colorman nghỉ ngơi đi công việc mà anh Colorman cũng ráng tranh thủ giới thiệu sản phẩm cho bà con cô bác. Cái gì vậy? Không có giới thiệu sản phẩm, người ta đang nói cái vụ lừa đảo đi. Từ sản phẩm gì khác. Em là không có lừa đảo, em đi chỗ khác. Không thiệt luôn. Lừa đảo sao thì chiều hồi chiều cũng nó nhắn nè, có một cái tài khoản Zalo giả mạo mạo danh Colorman Food rồi cái kêu người ta chuyển tiền. Rồi cái chuyển tiền cho cái cô cái một khách hàng họ không biết mà chuyển thật luôn. Chuyển luôn anh. Chuyển luôn mà cái chuyển cho một cái tên tài khoản cá nhân tên là Vũ Thị Thủy mà ở ngân hàng nè. Có tên là Vũ Thị Thủy, ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Vietcombank mình không biết, nhiều khi là nó nhiều khi nó chuyển xong rồi nó khóa tài khoản luôn. Không, bây giờ em nghĩ không phải chuyển thêm nữa cho đủ 5 triệu mới đủ. Mới đủ trách nhiệm chi cứu tổn tụng thôi không? Có duyên ghê đúng không? Vậy đâu không biết sao mà bà quá trời hơn, quá trời ủng hộ. Có duyên dạ. Hỏi gì chắc dạ, là... Đó, chuyển cho chị Vũ Thị Thủy nè, bây giờ thì cái này chắc phải nhờ công an rồi chứ không cách nào khác. Đó, đấy là bạn đó. Rồi xong cái chuyện khách hàng chị không biết, chị giận. Rồi chị rầy, chị la mấy đứa, chị mắng mấy đứa nhỏ, mình rủ phước mặt là thôi tao mày, mình nói chung là... Nhưng mà thôi cái đó là mình cũng thông cảm, tại vì chị giận quá. Nhưng mà dạ thưa chị thì một lần nữa là mình cũng xin lỗi chị là cái này là sự cố, là không phải sự cố mà là... Những cái kẻ lừa đảo nó đầy khắp hết á, mình sơ hở mà mình không cẩn thận là mình dính liền. Thế nào cũng bị dính là không có... Và cũng thưa với chị là không có một cái số tài khoản trước giờ là Colorman Food. Đội ngũ của mình không được phép giao dịch mà qua tài khoản cá nhân. Đó là quy định. Và cái tài khoản duy nhất của bên mình nó là cái tài khoản sau đây. Công ty cổ phần Colorman Food. Và số tài khoản thanh toán là công ty cổ phần Colorman Food 0602 442020 2074. Dạ. Nên nói chung là mình gõ số tài khoản đó lên cái tên công ty thì đúng không? Nói tóm lại là mua hàng thì ví dụ như bây giờ đặt hàng xong thì có một bạn nhân viên nào đó cũng sẽ nói rồi chị cô vui lòng chuyển tiền, sẽ nói với quý khách nha, quý khách là gửi vui lòng chuyển tiền vào tài khoản. Nhưng mà quý khách phải nhớ, vui lòng nhớ giùm mình đó là tài khoản công ty. Yeah. Không có chuyển vào tài khoản cá nhân dùm. Chuyển vào tài khoản cá nhân là thứ nhất là mình không biết ai là ai hết. Ai cũng có thể mạo danh là người của Colorman. Nhưng mà trên thực tế đâu có phải. Đó. Dạ yeah. Đó thì quý khán giả nhớ dùm cho mình nha. Là chỉ có một tài khoản duy nhất giao dịch trong tất cả các cái mua bán của sản phẩm của Colorman. Đó là công ty cổ phần Colorman Food 0602 442020 2074. Ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch An Nhơn, chi nhánh Gò Vấp. Dạ, chỉ có một cái tài khoản duy nhất đó thôi. Và một cái vấn đề nữa thì cũng xin thông báo với quý khán giả đó là tất cả các fanpage giao dịch với quý khán giả, tức là các Facebook cũng là những trang chính chủ, chỉ có những trang chính chủ sau đây thôi. Colorman Food, Colorman Food Mart, nước mắm Colorman, Colorman Coffee and Choco, Colorman Cafe and Kitchen, Colorman Bánh Mì, Phạm Thùy Vân, Colorman. Đó. Rồi một cái một sắp tới là cũng sẽ có thêm một cái page chính thức nữa là page của Cương Dừa. Dạ. Và Cương Dừa cũng đang đề nghị là bán để nhận chiết khấu, thấy mà mình comment chiết khấu cho đại lý bán sỉ ngon quá, thơm quá nên cũng đáng nhảy vô. Dạ, còn một page nữa là Colorman Entertainment, khán giả cũng hay hỏi. Dạ, cái page chính thức là cũng là Colorman Entertainment, nhưng page này thì thông thường thì không có tập trung để bán hàng. Đó. Mình có rất nhiều page, nói chung là tổng cộng của Điền Quân và Colorman là có khoảng gần 100 page. Nhưng mà riêng với các sản phẩm của Food thì chỉ tập trung trên đây thôi quý vị các bạn. Có bán trên Colorman Farm. Color Farm. Color Farm. Rồi, dạ. Còn một page nữa đó là page Color Farm của anh Cương Dừa. Dạ. Đây xong tổng có Colorman vậy bạn. Dạ, có một khán giả là hoa hồng bonsai. Comment là vậy em cũng bị lừa rồi anh. Trời. Chết cha. Ủa chị hoa hồng bonsai cũng bị lừa luôn hả? Đó. Được
bao nhiêu? Chị Mên, chị bị lừa bao nhiêu, chị bị mất bao nhiêu tiền vậy chị Hoa Hồng bonsai? Lâu như chị? Lát mình lấy cái thông tin lại mình gọi hỏi chị. Rồi các bạn bằng bên Team Food nè, Trâm ơi với các con ơi, đó lát nữa mình lọc lại hết các cái comment nha, để coi khán giả nào bị coi như bị kẻ gian lừa đảo nào, mình tìm, mình phải chuyển cái đó lên công an xử lý. Chứ cũng rất khó để mình có thể mình làm được hết tất cả. Cho nên quý khán giả ơi, nhớ lưu ý giùm mình, tôi khổ ghê. Tôi bán cho nó bấm có 20 ngàn mà nó cũng ráng nó lừa tôi nữa. Trời ơi, cái lũ gì đâu mà nó khốn nạn quá trời, thì tôi không biết là tôi chửi ai từ giờ từ nhỏ tới lớn luôn á. Mà giờ tôi phải nói luôn á. Có chửi em đó. Người duy nhất mà tôi chửi là thằng Cương Dừa. Chuyên môn đâm hơi không à. Đâm hơi trôn tôi suốt ngày à. Trời ơi. Dạ thôi nói mình phải trở lại mình bán cho Trâm Hữu ít phút bán hàng đúng không bà con đây. Nước mắm nhị bom tấn mùa nước nổi mùa nổi. Nước mắm nhị cá linh Mekong 195 ngàn. Dạ hôm nay chỉ để bán thôi chứ còn ở dưới kia không được ăn đâu, dưới kia ăn nước mắm. Colomen cá linh mà có nước mắm nhị cá linh Mekong. Hiện tại bây giờ mới về một đợt nữa 300 ml thành. Chưa khui mà cũng nghe mùi thơm đó bà con bác. Bốc lắm luôn, cái mùi này mà bốc lên tay rồi. Thúi tay luôn, người ta nói nó mắm thơm là thúi tay luôn á anh, đụng vô là thúi luôn á. Không thật mà, để thôi, qua em sau vẫn còn luôn. Thơm lắm. Cái này mà em đi chơi nè, nếu mà bữa nào mà quên xịt dầu thơm á, mình quét lên. Đó. Mình đẩy vô đây là bảo đảm hai bên đây nó thơm. Mùi thơm đã. Đúng rồi, cái này mua mà quen với em nào tặng. 195 ngàn chai hả? Mà không có hàng luôn. Sản xuất mới đợt rồi làm 1.200 chai rồi mới. Bây giờ thì Cương Dừa nước mắm ninh mắm nhị á 95.000 chai. Cương Dừa mua cả thùng về để cho bà nội với bà ngoại ăn. Cái này thì chưa, bữa giờ chưa có mua. Cương Dừa thì ăn cái gì cũng thích ăn nước mắm á. Phái nhất là ví dụ sáng ăn sáng thường vô mấy quán hủ tiếu hay bánh canh rồi Cương Dừa thích ăn mấy cái món nước và phải có nước mắm. Cương Dừa dắt miếng ớt, bỏ miếng ớt siêu miếng chanh chua Cương Dừa ăn vậy. Không, riêng cái này là ớt chưa thôi. Không phải, cái này chỉ cần đâm ớt nhẹ vào rồi xong đắp trang vô cơm trắng, cơm nóng nha. Cơm nóng thôi ăn là coi như ăn là bắt cơm, không cần ăn cái gì thêm luôn. Đó, tại vì hôm nay em bao cả đàn đi cho nên anh sẽ ưu đãi cho em một miếng. Còn lại mấy người kia nước mắm 10 đồ đàn. Hồi xưa bà con bác biết không, tại ở dưới quê á, ở quê thường mấy nhà nghèo thường ăn cơm với nước mắm. Mà không, mình không hiểu sao là mấy người mà mấy cái bạn trẻ mà ăn cơm nước mắm đều là mập ú u. Thật ra trong nước mắm nó có rất là nhiều đạm. Cá không ăn không? Mà đó. Vậy khui thử ha. Khui đi. Khui rồi rót ra. Khui rót ra cho bà con xem. Cái này mà có mực luộc rồi ha. Thịt luộc rồi chấm. Không phải cái chén nó nghe từ ở đây nghe mùi thơm à. Có cái dĩa nhỏ nhỏ để chế nước mắm đó không? Ồ. Cái mùi nó bốc. Nó thơm đẹp. Không, cái này nghe cái hương vị cái mùi nước mắm truyền thống á. Cái mùi đúng nghĩa nước mắm truyền thống luôn. Không, nước mắm cái này mới nghe được mà con có bác mà lâu rồi nhiều khi ăn nước mắm công nghiệp mình chưa nghe lại cái mùi này. Giờ mình thử cái lên mùi này mình mới nghe được cái mùi này rồi. Cương Dừa nghe rất là quen thuộc. Lúc mà mình đi qua cầu Rạch Miễu á, từ Sài Gòn lên từ Bến Tre lên Sài Gòn á, ngang cầu Rạch Miễu á, ở dưới đó có một cái làng nước mắm Mỹ Tho, người ta làm nước mắm nó thơm và cái mùi nó vậy nè, nước mắm truyền thống. Ừ. Rồi lấy cái gì chấm cái muỗng. Lấy cục cơm thôi, có cơm không? Có cơm hay miếng bún thôi. Trời ơi. Đó, cho một chén nhỏ nhỏ thôi, anh Cương anh thử nè. Chan cơm nóng rồi. Cơm nóng rồi, chút xíu thôi được rồi. Chút xíu thôi, lấy một cái muỗng nhỏ chế nước mắm vô đây. Cái này ăn sống không chứ đâu có kho đủ rồi. Trời ơi, cái này mà kho 195 ngàn ăn không dám ăn luôn chứ ở đó mà kho ông nội. Còn anh chế này lên cái chị chốt bay cơm nó vừa nhão mà nó vừa sống đó nha chị chốt. Đó, ốc tiêu đó có cái muỗng không, cái muỗng nhỏ đi. Ê chị nấu sao mà nó nhão mà nó sống được hay vậy? Dạ. Vừa nhão vừa nóng thì kêu chị chốt. Ừ.
Rồi, cảm ơn Vicky, Vicky nha con. Cái dạ, này, chị Dũng Huỳnh, chị mình lấy về rồi, ok, dạ cảm ơn chị Dũng Huỳnh. Khánh Vũ ơi, em mua em với vô là em chỉ cần để lại cái comment tại đây nữa nha. Hỏi tín hiệu hơi bị ghê á, nghè quá đúng không? Ngọt rất là nhiều. Đây là wifi bị yếu quá, ở đây. À wifi yếu chứ còn... Dạ. Khánh Vũ ơi, em để lại số điện thoại thì sẽ có người liên hệ với em nha. Dạ, Diễm Huỳnh ơi, chai nhỏ này là 195.000 đồng nha. Mà cái này không có hàng luôn, mỗi lần về chỉ có 1.200 chai thôi. Lý do mà nó mắc thì lý do tại sao nó đắt thì quý vị cũng bạn cũng hiểu rồi. Cá linh là một năm chỉ có 3 tháng thôi, mùa chỉ có 3 tháng mùa nước nổi. Cái này nhớ là cái hương vị cái mắm cua đồng mà đó mẹ con vừa nấu cho mấy mẹ con đi đồng bắt cua thì ăn không hết vậy nấu mắm. Đúng rồi, đúng như vậy đó luôn á. Dạ thưa chị Phạm Loan là ở cửa hàng Nguyễn Hữu Cầu thì có bán riêng với các cái chai nước, cái nước mắm mà cà nhĩ cá linh mê công này á, thì chỉ có bán tại các cửa hàng Food Mart với lại các trụ sở của Coleman ở trong 175 177 Phan Chu Trinh phường 13 Bình Thạnh, có mặt ở Nguyễn Hữu Cầu 857 này để dùng thử 57 Nguyễn Hữu Cầu phường Tân Định quận nhất. Này là ớt nhiều này, ớt rất nhiều. 53 xin lỗi, 53 Nguyễn Hữu Cầu phường Tân Định quận nhất là phút mặt thứ nhất, phút mặt thứ hai là 87 Bùi Hữu Nghĩa, 87 Bùi Hữu Nghĩa phường 1 quận Bình Thạnh. Rồi ở các cái trụ sở của mình còn bên Hưng Phú thì cũng không có luôn, bên chỗ Phương Dừa là cũng không có luôn, không có cho bán luôn. Bên em mới bán cá linh thôi chứ chưa có nước mắm. Rồi nói đùa chứ sẽ có bên Phương Dừa luôn, nói chung là chỉ có bán tại các cửa hàng của mình thôi, tại vì ít quá. Cái nước mắm này còn cả nha. Cá lua, cá linh mà nấu bên chua bông súng nó chấm vô một cái thôi thôi. Cá linh mà chấm nước mắm cá linh nữa thì cá linh canh chua cá linh non bông điên điện. Xỉu luôn. Dạ máy xay tiêu lên chuẩn bị về nha, còn một tuần nữa nha Vân Thanh ơi. Mờ quá chết cha. Tín hiệu ghê quá. Đẹp rồi, coi chừng cái cục wifi này không biết sao nha. Cục nào phát? Nó không gần gai gì nó cũng vậy. Đó. Và con bác. Rồi đúng rồi, đúng luôn rồi. Nhiều khi giật quanh mấy bà bị yếu. À đúng rồi. Cái kia nó bị bắt wifi đúng không? À thôi mình bỏ qua, mình chuyển qua cái 4G 3G đi cho có khi nó tốt hơn. À đây là bom tấn mùa nước nổi đây quý bà con, bây giờ mới về có 1.200 chai mà bữa giờ là bán cũng như được 300 chai rồi đó mà không dám bán luôn á. Mấy năm nay là nước nổi về nó không có cá không được nhiều quý vị ạ. Nước ít nữa, nước mà về nó về bị ngắn nữa, mỗi năm ví dụ người ta có thể là sống một nổi 4-5 tháng. Ví dụ năm nay mấy năm nay là nước rất ít. Phương Dừa hồi đó Phương Dừa đi làm tài kiệu ký sự á. Phương Dừa có quen mấy anh mà hay đi đặt sài di đó. Dạ. Thì hỏi. Ờ, cảm ơn chị Hằng Phương nha, chị Hằng Phương mua mắm nhĩ cá linh 5 chai à. Họ nói là mấy hôm nay đi ít thôi. Cũng thưa với quý khán giả là cái này bán lần là tối đa là 6 chai một hộp, một thùng 6 chai thôi, mình không có cái thùng lớn hơn. Chứ lại tại vì phải bán, không dám bán nhiều luôn để chia cho mỗi người một chút á. Thì giờ từ giờ tới Tết quý bà con vui làm đặt trước luôn, tại vì cũng mình lấy cái này mà Tết mà làm quà đó là đỉnh luôn. Tặng cho các bậc trưởng thượng trong gia đình là đó, những người lớn của mình, ba mẹ, ông bà. Tặng không cần tặng gì, tặng đúng một cái chai nước mắm cá linh này, hương vị truyền thống ngày xưa là bảo đảm là quý hơn tất cả một món quà khác nha quý bà con cô bác. Mới cắn được không? Cắn trúng hộp sạn. Trúng hộp sạn hả? Rồi đây là nước tương, đây bà con nào ăn ai thích ăn nước tương thì đây là nước tương đậm đặc siêu ngon, 25.000 đồng một chai. Hôm nay mình không có mang theo nhiều sản phẩm, ngoài ra còn có cái này nữa, tương ớt vị bắc siêu cay luôn, ớt là ớt rừng luôn đó, cay lắm mà cũng hiếm. Cái hàng này bây giờ cũng đang cháy hàng luôn, là 29.000 đồng một chai đó, nên quý nhiều khi là bà con mà đặt xong rồi cuối cùng là không có kịp, là bà con thông cảm là bị bán không kịp nha. Đó, có nhiều sản phẩm mà nó sắp tới còn nhiều sản phẩm độc đáo lắm nè, để dùng thử là không, cái này là bán đi du lịch. Đi du lịch cầm theo không? Ừ, đây. Có hai loại.
đây là nước mắm 2 độ, đây là nước chấm, đây là chấm 2 độ, đây là nước mắm 10 độ. Mắm 10 độ chai thì có 10.000 à, 10.500 à, có 10.500 đồng thôi, bà con mua tiện lắm luôn đi du lịch đó. Còn nếu không mình kẹt kẹt á, không có tiền mua dầu thơm tặng cho bạn gái thì mua cái này tặng cho bạn gái cũng được, cũng vẫn quý như thường. Nhưng mà sao con này 7.500, cái này cũng thơm, cũng được. Ô chào chị Ngô Hồng, ô Ngô Hồng đang xem livestream nữa rồi, Ngô Hồng ơi, Ngô Hồng mua cái gì nè, lên đặt hàng liền nè, giao liền nè Ngô Hồng ơi. Đây nước mắm nhĩ cá linh đây con này nha, 195.000 đồng một chai nha. Còn nước mắm nhĩ cát cơm Phú Quốc là 95.000 đồng một chai nha, không có mang ở đây. Cái này không phải của mình, cà phê La Tan của mình là khác. Trong khi anh Clement đang nhà live stream để giới thiệu mắm, đây là mắm. Đúng rồi, qua coi cái kia là cái kia. Chị Trúc nấu ăn rất là ngon quý vị nha. Ngon lắm. Mời cơm nãy. Bánh của sư phụ ông Tiên. Cái đó gì? Chúng có sẵn qua cái này muối tiêu chanh nè. Muối ăn hải sản thì ngon. Muối tiêu chanh ngon. Đi nước vào cái ớt thì ngon. Cái đó ớt nó ngon. Dạ, ớt đây nè. Ớt để lên thì đặt em lên cho xay chưa? Hay, đi đâu đi. Không thể nào mà không thể nào mà đảm bảo được 100% là nó sẽ đôi lúc nó sẽ bị oxy vào, nó bị oxy hóa, nhưng mà nó đôi lúc nó có cái hiện tượng đó, và vừa rồi mình đã phát hiện ra và lập tức là hủy tất cả các lô hàng đó rồi. Mọi người yên tâm nha, đây là có nước uống đây, giờ tôi vừa sẽ mắm. 4.000 chai 4 ly cân rồi, móc tiền ra trả liền 4.000. Trung Thành ơi, nước mắm dĩ cá linh của anh không có ngọt đường, em yên tâm nha. Trời ơi kìa chị Emmy Nguyễn Huỳnh, coi lên anh ơi, mình hên bữa mình xém bị mất 1 triệu. Dạ đúng rồi. Ồ có cả Dương Yến Nhi nữa kìa, Dương Yến Nhi bạn của Văn Phùi Văn Phương vô xem livestream coi với Colorman bán nước mắm làm sao nè. Dạ đúng rồi đó, cảm ơn chị Emmy Nguyễn Huỳnh nha. Rồi thôi thì chắc là hôm nay là xin được chia sẻ một chút xíu như vậy. Tình hình là livestream là nó âm thanh nhỏ quá nè, vừa là hình vừa mờ và âm thanh vừa nhỏ nữa. Dạ thôi thì xin thông tin lại với quý vị và bạn là hãy cảnh giác với những bọn lừa đảo bây giờ rất là tinh vi đó. Thì đã có do những cái bạn, những một số kẻ lừa đảo tạo những cái tài khoản giả mạo của Colorman Food. Dạ, tạo tài khoản giả mạo Food để lừa khán giả của mình, lừa khách hàng của mình. Và đã có những khách hàng đã thực sự đã chuyển tiền rồi. Đó, trường hợp vừa rồi là của chị, một cái chị có tên là Cẩm Phan hay Cẩm Phạn gì đó, là đã chuyển 750.000 đồng rồi để mua máy xay tiêu, mà trong khi bây giờ máy xay tiêu của mình thì hiện tại bây giờ đang chờ chưa về, một tuần lễ nó mới có. Và tất cả mọi giao dịch thì mong quý bà và quý vị các bạn nhớ rằng tất cả mọi giao dịch mua bán, tất cả mọi giao dịch mua bán các sản phẩm là nước mắm của Comment, nước mắm, nước tương, gia vị, rồi tương ớt, vân vân, tất cả mọi cái sản phẩm luôn, cả cà phê mà tan đó, tất cả những giao dịch đó là đều qua cái tài khoản sau đây. Đây là tài khoản chính thức. Dạ thưa quý vị các bạn, công ty cổ phần Colorman Food, số tài khoản là 0602 44202074.
ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch An Nhơn, chi nhánh Gò Vấp. Cái này Quyên Dừa sẽ đặt đó là số tài khoản chính thức chính chủ. Quyên Dừa sẽ gửi tặng cho những anh chị cô chú ông bà mà đã thường xuyên gửi tặng quà cho Quyên Dừa. Và các cái fan bữa giờ là tân của Quyên Dừa còn nhận quà của mọi người không à? Coloman Food. Đây Quyên Dừa đang hỏi cái cách để Coloman Food mà nước mắm Coloman. Ở trong nước thì dễ rồi. Coloman Coffee and Choco, Coloman Cafe and Kitchen, Coloman bánh mì Phạm Thùy Vân, Coloman Hương Dừa. Và thêm một page nữa, đó là page Color Farm, là của Quyên Dừa, cái cửa hàng của Quyên Dừa đó. Đối tác đó, đó là những cái fanpage mà chính chủ và chính thức là giao dịch với quý bà con cô bác. Bà con cô bác nhớ lại giùm mình nha. Mình đã có để post lên cái status thì quý bà con chia sẻ giùm mình giúp dùm cái livestream này, để tránh có thêm những nạn nhân mới. Đó cũng chính là những người rất là đau lòng, bởi vì những người này, đây là những người bị lừa. Hầu hết đều là khán giả của mình, khán giả của Quyên Dừa, những người yêu thương mình, yêu thương Coloman, ủng yêu thương sản phẩm của Coloman, cuối cùng quyết tâm ủng hộ và cuối cùng là bị chúng nó lừa. Còn riêng trường hợp này thì mình sẽ đưa lên công an để xem cái hướng giải quyết như thế nào. Đó, cái số tài khoản, cái account mà giả mạo này tên là Bốn Thị Thủy và tài khoản là ở ngân hàng Chiến Công Băng. Mình cũng đang nhờ các bạn anh em bên ngân hàng giúp cho mình cái này. Nhưng mà hôm nay thì bức xúc quá cho nên là phải lập tức phải chia sẻ cái này. Với lại bức xúc là một phần, những phần thứ hai là lo sợ rằng là sẽ còn nhiều người bị lừa nữa. Và không chỉ có một tài khoản này đâu quý các bạn con, không quý bà con cô bác lưu ý thấy những cái tài khoản giả mạo, nhất là tài khoản cá nhân, khi chuyển tiền qua cá nhân tuyệt đối luôn trong tất cả mọi thứ, không chỉ riêng của mình còn rất nhiều cái khác nữa. Mình dạng vậy chứ nhiều khi có nhiều quý hàng họ cũng không biết, không biết thông tin, không biết đâu, thế nào cũng bị mấy người đó, mấy người lừa gạt họ hay lắm. Nói chung là mấy người đó hay xong rồi người khác chuyển tiền họ hay, làm y như đã rồi luôn á. Dạ rồi, thôi vậy trước khi chào tạm biệt thì một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cho nước mắm Nhĩ Cá Linh Mekong 195.000 đồng một chai 300ml. Rồi cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ cho nước tương đậm đặc Coloman 25.000 đồng một chai. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ cho tương ớt vị Bắc Coloman 29.000 đồng một chai. Rồi nước mắm 10 độ 24.000 đồng một chai. Nước chấm 22 độ đạm 22.000 đồng một chai 900ml. Riêng cái này có cái cam luôn, cam 5 lít chỉ có 95.000 đồng. Dạ. Đến đây thì Coloman xin chào tạm biệt, cũng Quyên Dừa xin chào tạm biệt quý khán giả. Dạ, hôm nay ngày thứ 6 cuối tuần, tính anh em tính đi nghỉ ngơi, bữa giờ cực quá, nhiều việc quá rồi cũng mà cuối nghỉ ngơi cũng không yên nữa, khổ ghê vậy. Dạ, số nó vậy rồi. Dạ, trong một video theo mà. Dạ. Hôm nay Quyên Dừa nghỉ ngơi ngày rồi bắt đầu mình về mình chuẩn bị mấy cái chương trình mới. Hy vọng là quý giả sẽ ủng hộ chương trình khi được thực mình phát sóng vào lúc 20:35 quý vị các bạn hàng tuần từ tháng 7 bắt đầu từ 4/10 thiên đường ẩm thực đúng không? Dạ, dạ. Còn cái tiếng rau 4.0 tiếng rau 4.0 sẽ phát sóng chính thức trên HTV7 vào ngày 16/10 vào lúc 20:35 phút thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là tối thứ tư thiên đường ẩm thực thứ sáu, tối thứ sáu phim bánh mì ông màu có sự tham gia của Quyên Dừa trong một cái vai tên là Minh Dừa là sẽ lên sóng vào ngày vào tối thứ ông mấy mình không nhớ, và ngày 5/10 vào tối ngày 5/10 lúc 19:55 trên HTV7 và hứa hẹn sẽ là một cái bộ phim rất là đặc biệt về bánh mì, rất là dễ thương, rất là hiền, vừa dễ thương mà kết hợp vừa truyền thống với hiện đại. Câu chuyện như thế nào xin dành trong một video khác để chia sẻ tiếp tục với quý vị các bạn. Nhưng có thương vừa đóng hai anh em đi vô đăng ký vô đi casting, cuối cùng anh Minh muốn anh lựa thương vừa anh bỏ mình rồi vô cùng. Dạ rồi, chúc quý vị, chúc tất cả quý khán giả, mà chúc quý khán giả ông bà cô bác và những ngày cuối tuần thật là ấm áp bên gia đình và người thân nha. Và đừng quên tiếng rao xa 4.0, đừng quên tiếng rao 4.0 sáng chủ nhật này vào lúc 11 giờ sẽ thực hiện ghi hình tại công ty của mình tại số 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh. Mọi người nhớ nha, đón xem tiếng rao và quý bà con chuẩn bị vào sáng chủ nhật này, mặc dù mình đi nghỉ mà mình tranh thủ mình chạy về để làm sao để ghi hình cái này, để làm sao để gửi đến quý vị. Không dám chào miếng.